Xin chào tất cả các anh em nha. Trước khi vào video, anh em nhớ like và subscribe và share những video, cập nhật những video tiếp theo từ mình nhé. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em một cái app siêu vệ tinh hướng về thời đại 5.0 nha tất cả anh em. Thì siêu vệ tinh là gì? Có nghĩa là mình một app này nó có thể là rút tiền mau về như là dịch vụ internet banking nha tất cả các anh em. Thì video này mình hướng dẫn cho anh em là kết bạn một cái app, kết bạn có thể kiếm tiền, like video có thể kiếm tiền, comment có thể cũng có được tiền. Một app này rất là tuyệt vời luôn, cho tất cả các bạn nào muốn kiếm tiền trên mạng thì nhớ bấm nút đăng ký để cập nhật những video tiếp theo từ mình nhé. Rồi mình không nói vòng vo nữa, các bạn click phần link mô tả của mình, tải về cho mình một app DABB. App này nè tất cả anh em, trên Sydney hoặc là App Store. Để không nhầm lẫn app thì tất cả các em click phần link mô tả, mình tải về mình để phần link mô tả nha. Còn không có thì lên Sydney App Store nha. Rồi mình mở app ra nè, mình cùng tìm hiểu nha tất cả anh em. Mình hôm mà có cái gì mà anh em bấm đăng ký kênh mình, mà hôm có gì mà lạ từ công nghệ thì mình sẽ cập nhật cho tất cả anh em. Chủ yếu là mình đi tìm hiểu thôi, tiền bạc không quan trọng, không thành đề. Rồi anh em chờ nó lót chút nha tất cả anh em. Rồi sau khi ra tiếng Anh không à, cũng khó cho em. Rồi anh em bấm vào nút chấp nhận điều khoản của Chen là continue nè. Lót nhanh nhanh này tài. Rồi đầu tiên anh em muốn vậy đăng ký một cái mail. Đầu tiên anh em bắt địa chỉ email mình vào nha. Xin in. À, anh em bấm vào nút sign up now anh em ơi. Cái này, cái đăng ký này là quá dễ rồi. Hoặc anh em có thể login bằng Facebook nha. Vì đây mình đã cắt bỏ đi. Đầu tiên thì full name thì anh em đặt tên của mình nè, email, rồi số điện thoại, password, chọn password confirm sign up nha anh em. Ở đây thì đầu tiên tên, email, gọi anh em chọn nhấp vô đây, chọn 84 đầu như Việt Nam, số điện thoại bỏ 0 đầu nha anh em. Anh em bấm nút sign up. Wow. Duty verify mail. Rồi các anh em vào một cái mail để confirm nha, lấy một cái mã code thì quá trời dễ luôn. Anh em thông cảm nha. Nói tắt mà đầu cậu bộ sụ. Wow. Rồi mã code của mình là 5319. Anh em mở app lên nè. Anh em bấm vào 15319 nha. Chết. Ok, chưa. Chơi mà lên đầu luôn. 5319. 5319. Rồi anh em bấm confirm nha. Rồi sau khi vào giao diện của nó là tất cả anh em. Thì hình thức kiếm tiền nó như thế nào thì quan trọng nhất là anh em bấm vào một Match Money Friend. App này rất tuyệt vời nha anh em. Rồi anh em có thể viết ta nè. Viết ta hoặc đăng ảnh, đăng video lên kiếm tiền nha. Đủ tổng mức giá đầu tiên. Rồi anh em chỉ việc là like video. Like video là anh em nhận được 0.01 đô gì đó. Rồi để comment cái đây. Good. Anh em comment cũng có tiền nữa nha anh em. Hoặc anh em có thể chạy dự án của mình bằng cái ứng dụng app này luôn. 1 + 2 triệu. Good. Phan rồi. Đù app rất tuyệt vời nha. Để mình tìm cách. Đù những người này chạy nè. Mình like cho nó cái nữa. Ồ rất là đẹp, rất bắt mắt nha tất cả các bạn. Đù app quá đẹp. Thank you.
Rồi để mình qua mình tìm cách coi mình rút rút tiền cái nào, anh em bấm vào nút dí nè. Nút dí cá nhân của mình nè. Thôi không phải. Để mình tìm cái mục rút tiền mà được chơi, cái gì phải có mục rút tiền mà nó chơi anh em. Rồi anh em bấm vào mục wallet của mình là cái dí của mình nè, rút dí rút tiền, rút tiền mình nè. Phan anh em bấm rút qua hình thức nào. Đủ 50 đô, 1000 đô. Mà rút qua hình thức nào để mình app money thì verify mail chấp vào 50 đô. Này mình chưa đủ tiền anh em ơi. Để thử. Rút qua PayPal ông nội ơi. Cái này rút qua về PayPal nghe tất cả anh em. Có ETH nữa mà nó có nói rút qua ETH nữa. App money. Phan phan để mình app cái địa chỉ với ETH mình vô. ETH wallet. Mi Blue File, Mi Alice Blue File này chỉnh sửa cho anh em nha. Anh em thông cảm nha anh em, hấp mơ mình. Thông cảm nha anh em. Này bất quật, chỉnh sửa bất quật mình thôi. À, có thứ cút về ETH nữa anh em ơi. Trên cao để video sau mình hướng dẫn cho tất cả các anh em cập nhật ví để rút về Bitcoin này nha anh em. Theo thông tin là có rút về Bitcoin á. Match money mình kiểm tra từ một một này thì like có tiền, share có tiền nè, kết bạn có tiền nè, một random. Đây là những công phòng nhà trọ người ta đăng lên cho mướn cái gì nè tất cả anh em ơi. Rồi mình kiếm mục khác nữa coi. Video này hơi dài dòng. Dead wallet nè. À rút tiền chắc với Bitcoin đây quá. Thêm vào danh sách. Rút tiền của phim đã xin nhập. Share video. Rút lại thế kìa. Một ngày chưa có hoàn chỉnh tại app mới nha tất cả các anh em. Dead wallet Xiaomi wallet. Thông tin nó nói comment có tiền, mình nãy mình comment rồi mà sao nó chưa cập nhật tiền ta. Để mình like mình comment cái nữa. Quá tào lao. Ê, chó luôn. Chết mẹ tào lao. Rồi anh em like nè. Comment nè. Good. Đáng lý là cộng tiền là đúng ta. Anh em mấy này video sau mình tìm hiểu cái app này mình cập nhật qua cho tất cả các anh em sau nha tất cả anh em. Để mình qua coi mình coi cái gì mình có cộng tiền như nghe anh em. Để đâu mình bót lên một bài thôi các bạn. Kiếm tiền mà cách nào bạn. Sao mà theo thông tin thì mấy bạn ấy nó like cũng có tiền, mà comment cũng có tiền, follow cũng có tiền. Mẹ nhưng mà sao mình không thấy cập nhật cái gì. Để mình bót lên một bản này. Ồ, mà như có nói nhưng có nói. Xin lỗi nha tất cả anh em. Đã chữ thề. Rồi đêm qua mình vào dí mình coi. Không có luôn là tức. Sao không cộng tiền vô ta. Kỹ ta. Follow. Ngộ ta. Follow. Like cho chị ấy một bài nè. Rồi cái video này chắc cộng tiền nó cộng sau tất cả các bạn ơi. Để mình cập nhật lại video này tiếp theo cho tất cả các bạn nha các bạn. Chứ hiện giờ mình không biết cách sao luôn. Video mới sơ qua lại bôi. Tức trời. Mày.
tức để mình kiếm tiền rồi, em đập đét thông tin này. Sắp butterfly me butterfly sun này sao ta sale. Rồi vậy video mình kết thúc nha các bạn, để mình tìm cách mình ấy đó các bạn, đang quay phim này khó quá. Nhưng mà có gì mình thông báo lên cho tất cả các bạn nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn nha.